Chào buổi tối. Chào cả nhà. Tối nay có gì vui? Chào anh Danny. Danny ơi, đang ở đâu đấy? Chào các bạn. Hello ECD. Chờ các bạn vào coi livestream để uống trà với mình. Em chào chị Victoria. Alo, alo. Cái này là tách trà, không phải là ấm chén. Chào các em, chào các bạn. Ê dạ. Tối nay mọi người làm gì ta? Em đang ở nhà. Rảnh rỗi sinh nông nổi. Ôi dồi ôi, cái tay bị bỏng. Các bạn ơi, đang làm gì đấy? Đọc comment. Hôm nay được nghỉ ở nhà sẽ chia sẻ với mọi người bí kíp. Vì mình rất là thích hay uống trà nên mình mới được tặng một bộ đồ dùng uống trà cho mọi người xem nhá. Cực xịn luôn. Tối nay rảnh rỗi. Bây giờ sẽ mời mọi người uống trà cùng với mình. Chờ một xíu nhá, pha trà tôi đã. Chờ các bạn lên. Chờ các bạn lên đông vui. Đây là trà của Saffron. Thảo mộc thiên nhiên. Và đây là một loại trà rất là tốt cho sức khỏe. Mình rất là hay uống trà. Mình sẽ lấy một ít lá. Trà này rất là tốt nha, mình rất là thích uống trà. Chờ một xíu, chờ một xíu. Xinh không? Bây giờ nếu mà các bạn coi livestream này, các bạn FC nếu mà FC share cái livestream này, 10 bạn share nhanh nhất phần quà tới từ trà của Saffron. Hơi bị chạm một chút. Bây giờ mọi người thấy không? Đây là... Thực ra mình rất là thích hoa nên là... Trời được tặng một xíu. Xinh không? Quá xinh luôn. Xinh cưng lắm luôn á. Thơm nữa. Bây giờ mình sẽ cho... Đó. Cho các bạn xem nhá. Bạn chậm quá, cho các bạn xem xinh không. Vì bình thường mình phải đi làm việc rất là nhiều, phải di chuyển rất là nhiều, bay cũng nhiều nữa, nên là da không được tốt cho lắm, nên là phải dùng tới mấy cái loại thảo dược này. Rồi xong, quá là cưng luôn. Ôi, sao lại có một tách trà đẹp như thế này ở rồi. Sao lại có một tách trà đẹp như thế này ở rồi đất ông. Quá xinh luôn. Bây giờ nhá,
mình sẽ cho một ít cái, đây là một trong những cái loại đường để bạn uống kèm với lại trà này, và đây còn được gọi là que đường phèn saffron. Chờ xíu pha cho uống chung. Đây là que đường phèn của saffron nhá. Khi mà bạn uống trà thì bạn sẽ uống chung với cả cây này. Ui, thật sự là rất đẹp. Xinh không? Đây là que đường phèn saffron. Khi mà mình uống trà thì mình sẽ dùng nó. Trời ơi, mấy cái cánh hoa hồng này cũng xinh nữa. Chết ngất. Rảnh rỗi xinh luôn. Đúng, trà hoa. Nhớ nha các bạn, 10 bạn share livestream nhanh nhất thì sẽ được saffron tặng cho các bạn, mỗi bạn một gói trà saffron như thế này. Ui, cái màu của cái trà này đẹp quá. Thật ra mình rất là thích uống, mình có rất là nhiều loại trà ở nhà. Nhưng mà đây là một trong những 100% nguyên liệu từ thiên nhiên luôn. Và nó giúp cho da của mình mượt mà hơn, đẹp hơn, chống oxy hóa. Mình cũng phải bay đi rất là nhiều, thường thì không có thời gian đến spa nên là hay dùng những cái loại mà sản phẩm từ thiên nhiên như thế này. Hey hey, FC tới lấy áo chưa? FC tới Hebe lấy áo chưa? Qua 7 giờ rồi. Đúng rồi, nhà chị có rất là nhiều loại trà. Ngày nào buổi sáng không biết uống cà phê nhưng mà biết uống trà. Có nghe thấy gì không? Mọi người có nghe thấy gì không nhỉ? Mạng hơi kém, mình chịu khó lắm, tại vì ở trên cao. Chị chào các em. Các em có nghe thấy gì không? Chị nói to lắm rồi đấy. Cho mọi người xem này. Saffron đấy, dễ thương không? Chụp tấm hình. Mạng hơi chậm nên mọi người chịu khó nhá. Em chào chị Yến. Mạng hơi chậm một tí. Các bạn nhớ chia sẻ livestream nha, mời bạn nhớ chưa? Chủ nhật không đi offline được ấy hả? Cho các bạn. Sau khi mình cho que kẹo vào, que đường vào thì bây giờ nó đã tan hết rồi. Mọi người nhớ nhá, uống mọi người nhìn đây này, đây là những cái sợi trà của saffron. Đây là những cái sợi rất là nhỏ và hoàn toàn là làm từ thảo mộc thiên nhiên hết, và nó sẽ giúp bạn làm cho da đẹp này. Khi mà chúng ta uống này, bên cạnh đó giảm cholesterol, chống lão hóa. Mà chúng ta dùng, đây nó không phải là thuốc mà nó sẽ là giống như những cái trà thảo mộc á. Nếu mà mình uống nhiều thì sẽ có hiệu quả. Thường mình uống đều đặn thường xuyên thì sẽ có hiệu quả rất là tốt cho da của mình. Hiếp. Quá ngon luôn. Chị chào các em. Em chào anh Bảo. Anh Bảo cho em gửi lời chào chị Thanh. Chúng ta lại sắp gặp nhau rồi, chủ nhật lại gặp nhau. Bây giờ ngồi đây uống trà chơi chút cả.
Tây còn có một bình hoa rất là xinh mà. Thì nhà mình chỗ nào cũng có cây hết. Mình rất là thích cây trong nhà. Cho người xem. Đây là một bàn tiệc trà ở nhà luôn. Vì rảnh rỗi quá không có gì chơi. Và mọi người nhìn thấy không? Trà hoa của Sa Phong rất là đẹp. Có cả mình khoái nhất là mấy cái cây đường của Sa Phong này. Nó rất là tinh khiết, không bị quá ngọt. Đang ăn kiêng nữa. Thực ra bình thường mọi người cứ hỏi là da, thì thực ra mình quá là bận. Mình không để tới spa hay là chăm sóc da nhiều lắm. Thực ra rất là biếng. Nên là thường mình hay dùng những cái loại mà nó là thực phẩm chức năng, hay cộng với việc mình tập thể dục thường xuyên. Thì nói chung là người lúc nào cũng khỏe, có sức sống, da cũng đẹp nữa. Sa Phong thì rất là thanh, nó không bị ngọt như giống xem nhá. Rất là xinh. Một cái là dạng sợi và một cái là những bông hoa hồng nhỏ xíu. Và mình rất là thích hoa nên là nhìn là rất là mê. Cái này được tặng. Nhìn nó xinh quá. Cái này mà rẻ cười. Có rất mà trà pha rong này em như vậy. Mình không uống được cà phê, mình chỉ có thể uống nước trà thôi. Và mọi người, ông bố cũng chỉ mình á là nó rất là tốt, uống dễ ngủ. Và bên cạnh đó là chống lão hóa, giảm có thể mang tặng cho. Kém quá, mặn kém quá. Đúng rồi, hoa hồng thơm lắm. Sa Phong thì hiện tại chưa có showroom chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh. Mới có showroom chính ở 6 Trần Xuân Soạn. Showroom của Sa Phong tại 66 Trần Xuân Soạn. Không nhìn thấy comment vì mạng chậm quá. Lâu lâu mới livestream ở nhà mà mạng chậm quá không livestream được. Chưa rồi các bạn, chờ một xíu mình sẽ coi live đóng. Hơi ồn một chút. Rồi, bếp. Bếp tờ. Sếp nghèo quá, chưa có tiền đóng tiền wifi nữa. Mạng chậm quá nên là đang phải cố gắng đọc comment của mọi người. Kiểm tra wifi đã. Wifi không có xài được. Trời đất ơi. Cho em xem vương miện đấy hả? Em nhìn thấy vương miện chưa, chán đấy hả? Mỗi khi mình uống trà của Sa Phong này thì một ly mình có thể cho vào đó từ 5 đến 10
Tại vì cái sợi nó rất là nhỏ nên là các bạn nhớ nhá, sợi nó bé xíu này. Sợi nó bé xíu. Nên khi bé lắm luôn ý. Nên là khi mà mình uống ấy, mọi người có thể uống từ 5 đến 15 sợi này. Màu của nó rất là đẹp và thơm nữa. Và mọi người cho thêm mấy cái nụ của trà hoa hồng vào nữa thì sẽ có một vị trà rất là đẹp. Không, livestream bằng wifi mà wifi trong này kém không. Và mọi người nhớ là nếu mà mọi người mua trà thảo mộc saffron thì mọi người uống phải kiên trì một chút. Tại vì nó là những cái sản phẩm từ thảo mộc thì nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Bạn không phải lo vì nó không phải là thuốc chữa bệnh hay gì cả. Mà chúng ta duy trì đều đặn thì sẽ ngủ rất là ngon, với cả da sẽ rất là đẹp. Mình rất là thích uống trà vào mỗi buổi sáng, ngày nào dậy cũng phải uống trà. Và mọi người nhớ nha, thực ra thì những cái sản phẩm của saffron hiện tại thì trong Sài Gòn họ chưa có cái showroom chính thức. Chính vì vậy mọi người có thể mua ở 66 Trần Xuân Soạn tại Hà Nội, hoặc là có thể nhờ những cái đại lý chính hãng để mọi người order hay mọi người có thể ship vào. Đây là một trong những loại trà thảo mộc mà đắt đỏ nhất trên thế giới rồi. Nếu mà trong một cái cây đường đấy thì một cây đường phèn của saffron á, tùy cách mọi người uống ngọt hay là uống nhạt thì mọi người có thể cho, nhìn thấy không, quá xinh luôn ý, trông giống như cái kẹo muốn ăn nhưng mà thôi để giảm không uống ngọt quá. Có Tết hôm nay mình sẽ về Thường Nguyên, mà Tết năm nào cũng về nhà hết, tại vì là Tết mà xa nhà buồn lắm. Mà nhớ là khi mà các bạn mua cái sản phẩm trà của saffron thì các bạn nhớ là chúng ta phải uống duy trì, chúng ta phải uống khoảng 3 gram trong một tháng, duy trì đều đặn như vậy và nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Da mình mọi người cứ hỏi là chăm sóc da hay là tóc rồi như nào, thực ra thì mình chỉ có dùng mấy cái sản phẩm từ tự nhiên, tập thể dục rất là nhiều thì sẽ đẹp thôi, sống tích cực một tí. Bụi ơi, qua đây đi, đẹp lắm luôn ý. Qua đây đi, uống chung một ly, xinh không? Hoa của Jasmine tặng nè, khắp nơi luôn. Cho người xem nhà một chút nhé. Mọi người có muốn sắp tới Hebe sẽ bán trà này không? Trà hoa đẹp lắm. Và ngoài công dụng là saffron dùng để uống trà ra thì mọi người nhớ, mình không biết là mình sẽ cho mọi người xem trong này, saffron còn có một loại rất là đặc biệt. Cái này thì mọi người có thể dùng để chiết xuất làm mặt nạ để đắp, cũng có thể để nấu ăn, làm những cái chất tạo màu trong nấu ăn rất là tốt. Nên nó không có gì nguy hiểm cả vì nó đều là từ tự nhiên hết. Những cái này thì sẽ tốt hơn, không có hóa chất hay là gì cả. Mai có đi bão không ấy hả? Không biết có đi bão hay không nhưng mà sống chết cũng phải xem.
Mai Việt Nam thắng có tặng cho Xuân Trường một hũ không hả? Xuân Trường là Park Ji Sung của Việt Nam đấy nhá. Trà này có đắt không chị hả? Thực ra thì chị cũng được tặng nên là chị không biết là nó có đắt hay không. Mà thực ra thì nó rất là tốt, vì là chị phải làm việc rất là nhiều, chị cũng phải bay đi bay lại di chuyển lệch múi giờ rất là nhiều. Nhưng mà chị hay uống những cái sản phẩm như thế này vì nó tốt, nó có thể làm cho mình ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Em chào anh Long. Em chào anh Đỗ Long. Hôm nay rảnh quá, ở nhà uống trà anh ơi. Ui, cái đường này nó quá là ngon mọi người ạ. Uống nó rất là thanh và mát, nó không bị ngọt. Và mọi người nhớ là những cái trà này nó rất là tốt cho sức khỏe của người lớn tuổi. Nên là nếu mà các bạn nào mà có bố mẹ mà hay gặp những cái vấn đề về huyết áp, về sức khỏe hay là stress, cholesterol trong máu, bạn có thể mua những cái sản phẩm trà này về cho bố mẹ uống vì nó rất là tốt. Nếu mà uống liên tục, mình duy trì liên tục nó sẽ rất có hiệu quả. Nhớ nhé, các bạn share cái livestream này với hashtag, nhớ là hashtag Saffron, thì 10 bạn mình sẽ chọn 10 bạn để tặng quà của Saffron. Trời ơi, tôi tập muốn chết, bánh bao ở đâu ra mấy người? Tôi ăn kia muốn chết, bánh bao ở đâu ra nữa? Bánh bèo thì có chứ không có bánh bao. Mọi người xem trong hộp quà này không có một cái dễ thương không? Đây là cái cối, một cái cối này giống cái cối ngày bé hay ở nhà để giã chầu cho bà quá. Ôi, hộp quà nó xịn. Tối mà không ở nhà thì mình sẽ hay đọc sách, không uống trà thì nghe nhạc, không nghe nhạc thì xem truyền hình thực tế, không có việc gì thì sẽ ngủ. Đang đọc comment của mọi người đấy. Đúng rồi, Xuân Trường là Park Ji Sung của Việt Nam. Chị đang ở nhà. Thường sau khi mà ăn cơm xong thì mình sẽ hay uống trà. Mình uống rất là nhiều loại trà. Mình thích uống trà hơn cà phê vì cà phê uống sẽ bị say. Mọi người xem sao có thể có một cái ly trà đẹp như này.
Có nhìn cái này sẽ không nỡ uống luôn ý. Hộp quà của Saffron tặng cũng xinh nữa này. 100% organic nha. Xinh không? Sản phẩm của Iran. Nhìn cũng hoàng gia nữa. Thế mọi người có thể dùng cái hộp này để đi biếu cũng được. Xem nữa. Đúng rồi, nhà chị đang bật nhạc thiền. Hết bánh bao rồi. Bánh bao tập muốn chết được. Chị gọi tên tất cả các em. Bây giờ nhiều em quá chị không biết gọi tên ai cả. Đúng rồi, trà này rất là xinh. Vì mình chỉ cần dùng mấy sợi thôi. Sau đó thì mình cho một ít bông hoa hồng nhỏ nhỏ ấy. Xinh lắm. Đúng rồi em. Hôm nay chị không ra quán, nhưng mà có các bạn FC vẫn đang ở quán để chờ. Hình như bây giờ cũng xong rồi, các bạn phát áo với cả bán áo với cả phát vé cho các bạn FC chắc bây giờ cũng xong rồi. Hi. Trà này uống có mất ngủ không hả? Thực ra thì chị đã nói trà này thì không phải giống như những cái trà mà chúng ta hay uống. Đây là trà thảo mộc với chiết xuất từ thảo mộc. Nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Mình ngủ ngon hơn, chống lão hóa, chống oxy hóa trong những cái khi mà mình đến tuổi á, thì những cái tế bào bên trong mình nó sẽ bị lão hóa đi. Thì những cái sản phẩm từ tự nhiên thì nó sẽ rất là tốt. Nó không phải là trà để uống mất ngủ nha, trà để uống để ngủ ngon đấy. Chị ơi, mai đi bão ở đâu? Chị ở nhà, chị không ra đường đâu. Đông lắm. Thực ra mọi người chỉ cần dùng 5 tới 10 15 cái lát trà này thôi. Sau đó mọi người có thể cho một cái que đường saffron vào và uống thôi. Khi mà hết thì mọi người có thể cho thêm nước ấm giống như mình cho như thế này này. Thơm nữa. Mình sẽ chọn 10 bạn share livestream và mình sẽ tặng mỗi bạn một hộp này. FC nhá, share đi. Chị không sang Trung Quốc được vì là ngày 28 chị còn buổi offline với các bạn FC. Chị không bỏ các bạn FC đi được. Trời ơi, FC là tất cả. Cách pha trà như thế nào hả? Pha trà này thì rất là dễ thôi. Em chuẩn bị nước ấm. Chuẩn bị nước ấm như bình thường nhá. Nước sôi á. Sau đó thì mình cho vào một cái tách như thế này. Mình bỏ từ 5 đến 15 cái lát trà này. Nó là cái sợi, thì chính xác nó là cái sợi vì sợi nó rất là mỏng. Nhìn thấy không? Bé xíu à? 5 đến 15. Và sau đó thì em cho mấy cái hoa hồng. Đây là nụ hoa hồng. Xinh không? Thơm nữa. Cái này trước qua Dior hay uống mấy cái trà này. Xinh không? Nụ hồng vào trong tách trà của mình. Và sau đó
cho một đây gọi là sugar sticker, que đường, và uống thế thôi, quá dễ. Nó sẽ không cầu kỳ, nhưng mà uống trà này không mất ngủ đâu nha. Trà này ngủ rất là ngon. Chủ nhật họp xong bọn em muốn làm gì? Thực ra saffron thì nó có nhiều cách dùng. Nếu mà các em mua sản phẩm của saffron thì nó sẽ có hướng dẫn sử dụng cho các em. Nhưng mà nên uống trà rất là tốt. Thực ra về cơ bản những cái loại mà trà xanh á, nó đã tốt cho cái việc mà giảm cân cho các bạn ăn kiêng rồi. Thì những cái trà mà nó liên quan đến thảo mộc, những cái chất xuất từ tự nhiên như này, thì yên tâm là nó luôn luôn tốt cho sức khỏe. Trà đó có tác dụng gì hả? Thực ra có rất là nhiều những cái tác dụng. Thường chị phải di chuyển rất là nhiều, phải bay đi lại rất là nhiều, lệch múi giờ này, ngủ không đủ giấc này, bình thường cũng phải làm việc rất là nhiều, quay thâu đêm suốt sáng luôn, cũng có thời gian để mình có thể tới spa hay là chăm sóc da, thực ra làm biếng nữa, nên là hay dùng những cái sản phẩm này hay là xông mặt ở nhà, những cái cách này và tập thể dục nữa thì duy trì đều đặn á, thì da mình lúc nào cũng sẽ khỏe, những người mình sẽ có sức sống hơn. Đúng rồi, cái này cả nhà đều uống được, không phải người lớn. Con nít cũng có thể uống được, người lớn tuổi cũng có thể uống được, vì nó giúp cho ngủ ngon, giảm những cái lượng cholesterol trong máu. Tí họp xong bọn em mời chị đi ăn ốc nhá. Không uống trà khoe đủ thứ luôn. Khoe tách trà đẹp được không? Chị chỉ hét mới to thôi, chị nói không bao giờ to được cả. Mà mọi người nhớ là nếu mà mình mua những cái sản phẩm trà như thế này thì mình phải uống nó đều đặn một chút. Chúng ta uống mà tốt cho sức khỏe mà, nên là chúng ta chịu khó uống đều đặn một chút thì càng duy trì nó sẽ càng có cái hiệu quả khi mà uống. Mình còn được tặng cả hạt rẻ cười. Ngày mai coi bóng đá uống trà được không? FC nhớ share live stream nha. Chị sẽ có 10 phần quà tặng cho các em đó. Hello Morgan. It's still too early to say happy Tết holiday.
ra hiện tại Saffron này mình nhớ là có rất là nhiều những cái đại lý, nó cũng không chính hãng đâu. Nhưng mà nếu mọi người mua đó, thì có thể tại Sài Gòn chưa có showroom chính thức, nhưng mà Hà Nội tại 66 Trần Xuân Soạn đó, thì đã có showroom chính thức rồi. Nên là nếu mọi người muốn mua thì có thể order tại showroom chính hãng thì sẽ tốt hơn cho mọi người. Đẹp không? Thực ra sản phẩm của Saffron thì cũng hơi không quá là mắc, nhưng mà đây là một sản phẩm nhập khẩu từ Iran. Nhưng mọi người có thể yên tâm. Khi mà em bỏ, chỉ cần bỏ mấy sợi vào bên trong tách trà như thế này này, thì em có sẽ thấy không? Màu của trà rất là đẹp. Ở dưới là đường, nên bọn em có thể khuấy cái đường này lên. Và cái nụ hoa hồng của nó cũng xinh nữa. Thực ra một buổi tối chỉ cần như vậy, đơn giản như vậy là đời đã thích lắm rồi. Chào các em. Ngày chủ nhật chị sẽ dành cả ngày cho FC luôn mà. Nên nếu mà lỡ chị có đói, bọn em nhớ chung tiền và mời chị đi ăn hóc nhá. Bây giờ chị bảo rồi, chị chuyển qua thích Xuân Trường rồi, thì Xuân Trường giống Park Ji-sung quá. Ừ, Tình ơi, bữa nào tớ sẽ tặng bạn một hộp trà của Saffron nhá. Đây là trà hoa từ nụ hoa hồng. Trà này uống rất là ngon và bạn có thể ngủ ngon. Hello, chào các em. Cho đi tham quan nhà hả? Nhà đâu có gì đâu tham quan. Nhà chỉ có người và người ngồi đây rồi. Đủ rồi. Bao tôi ăn cả Sài Gòn đấy hả? Được, được thôi. Mấy người nhớ nha. Mấy người nói, mấy người nhớ nha. Tôi ăn nhiều lắm á. Tết chị sẽ về Hải Phòng một tháng. Đang đọc comment của mọi người. Comment. Em comment cái gì? Đúng rồi, nhà chỉ có người mà người ngồi đây rồi đi đòi đi coi cái gì nữa. Mai cuối tuần rồi, xóa đi. Tôi vẫn đang uống trà mà sao bà xui tôi đi ngủ là sao, hỏi bà Bụi. Qua đây uống trà chung đi. Mời ăn hạt cười luôn nè. Mai có câu uống đá không? Tôi cho ông hạt cười ngồi ở nhà con đá này.
Trà này uống xong ngủ ngon ha Bụi? Trà này nào cũng uống. Chứ hết rồi đi, nghiện quá. Đang bận muối dưa hả? Muối đi cho tôi xin hú. Đúng rồi, tối nay chị ở nhà. Không biết các bạn FC đã nhận được hết áo của FC chưa nhỉ? Các bạn đã lấy được vé chưa nhỉ? À các bạn nhớ là khi mà mình offline á, nếu mà bạn nào ở xa mà các bạn coi qua livestream trên page hoặc là qua livestream của VLive á, thì mình nhớ share hoặc mình nhớ thả tim nhiều nhá. Tại vì là mình sẽ nhận được sự hỗ trợ của VLive dành cho chúng ta, có một chuyến thiện nguyện. Nên là mọi người cố lên nhá. Chị sẽ chọn một cái địa điểm để sắp tới mình sẽ cùng với các bạn FC đi thiện nguyện. Tôi không phải người dễ dãi đâu, cho mấy người muốn coi gì thì coi nhá. Giờ uống trà này rất là đơn giản, mọi người sẽ không phải mất thời gian. Mình sẽ chỉ cần đổ nước thêm và những cái sợi saffron trước đó, màu rất là đẹp, với lại que đường, là mình sẽ có một ly trà đẹp rồi. Uống cũng ngon nữa. FC nhớ share nhá, chị sẽ chọn 10 bạn để tặng quà đấy, nhớ chưa? Cứ cái gì mà có quà là FC phải vào lấy nhá. Chị cũng nào sinh mà. Ô thế chủ nhật này tụi em chuẩn bị cái gì để tặng chị rồi? Tụi em đừng tặng chị một nhà gấu bông nữa nhé. Ở xa có quà hay không à? Có chứ, bọn em share livestream với hashtag Saffron đi. Chị sẽ chọn ngẫu nhiên 10 bạn để chị sẽ gửi tặng quà của Saffron nhé. Biết đâu sẽ có một tấm thiệp nhỏ xinh kèm với chữ ký của chị nữa. Và nhớ là những cái sản phẩm từ Saffron hay là những cái sản phẩm từ thiên nhiên, từ tự nhiên như này thì mọi người uống thì phải duy trì rất là đều đặn từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả rất là tốt. Vừa ngủ ngon, da đẹp, chống lão hóa và tốt cho sức khỏe của những người mà cao tuổi. Có thể dùng cái bột này này. Cái bột này có thể dùng làm mặt nạ nữa. Chị
tặng chị tấm thân này, chị lấy không ạ? Ủa chị lấy tấm thân của em về chị làm gì? Sản phẩm của Saffron là những sản phẩm 100% organic, mà những cái sản phẩm từ organic thì nó rất là tốt, mọi người có thể đảm bảo để sử dụng. Thực ra chị thì không quá sử dụng nhiều những cái mỹ phẩm hay là những cái loại thực phẩm chức năng. Chị hay dùng những cái sản phẩm từ tự nhiên, từ thiên nhiên như này này, nó rất là an toàn. Và nhớ là phải mua những cái sản phẩm này từ chính hãng nha, đừng mua mà chỗ không tốt. Địa chỉ chính thức của nó, cái showroom chính thức hiện tại thì mới có ở Hà Nội thôi, 66 Trần Thông Soạn. Còn ở Sài Gòn thì hình như chị thấy là nó chưa có, nên là mọi người có thể order ở cái địa chỉ đó, đừng có ship vào. Đúng rồi, cái này mọi người pha trà rồi mọi người có thể uống thay nước hàng ngày được, nó rất là tốt. Đúng rồi, em ship cho chị, các em có thể ship cho chị một cây mai, một cây đào cũng được. Không, bỏ đi em, chị không lấy tấm thân của em đâu, ok. Sếp đang ngồi đọc comment của các em. Comment lầy lội của các em. Mà không có bánh bao, thử ơi, bánh bao ở đâu? Mặt tôi hôm nay gầy muốn chết đi được, bánh bao ở đâu ra? Chị ơi, em thấy nhiều bạn comment là đại lý của công ty ấy, mua hàng của họ có được không ạ? Các bạn đang comment là các bạn đại lý đấy, nên là em có thể, nếu mà có thể mua thông qua các bạn đại lý, không thì em có thể mua tại showroom chính thức tại ở Trần Xuân Soạn, 66 Trần Xuân Soạn, Hà Nội cũng được. Mình có thể order để mọi người ship cho, thường chị toàn mua order, chị cũng không có thời gian tới showroom hay là đi shopping nhiều. Không, Tết này các em lì xì cho chị đi. Em chào chị Hương ạ, chị thấy em không? Có, chị thấy các em luôn. Các em comment nhiều quá, chị thấy cũng nổi luôn đó. Chị đang cố gắng để đọc. Có rất là nhiều loại hoa mà chị thích. Ba loại, một là hoa sen, hai là hoa hồng, ba là hoa mẫu đơn. Đấy là ba loại chị thích. Không, chủ nhật sẽ hát cho các em nghe, ok. Chủ nhật kiểu gì các em cũng bắt chị hát à? Sớm muộn thì chị cũng phải hát cho các em nghe thôi. Chào các bạn. Ừ, tối nay chị đang ở nhà em ơi. Nếu mà các em không tham gia offline được thì các em có thể coi qua livestream của VLive hoặc là trên fanpage của Hoa hậu Phạm Hương.
nói chuyện xong mình uống hết cả một bình trà luôn. Em có thêu một bức tranh hoa sen ấy hả? Em có thể tặng cho chị vào ngày chủ nhật. Các bạn offline em có thể tặng cho chị cũng được. Năm nay chị không biết các bạn FC sẽ mời ai. Nghe nói có rất là nhiều khách mời. Who is she? Chờ khi nào các bạn FC mà Hà Nội ngoan thì chị sẽ làm offline. Chị sẽ cho thêm mấy cánh nụ hoa hồng vào đây nữa. Mình nhìn ly trà rất là đẹp. Ngày mai chị có đi cổ vũ cho bóng đá không à? Chắc chắn là có rồi, chị coi thôi, chị chưa biết chị có ra đường hay không. Chị sợ ra đường chị bị giẫm bẹp quá. Đây, sau khi chị đã cho thêm hoa hồng vào, chị sẽ cho thêm nước. Có một bình hoa nhỏ xíu. Bình hoa này chị tự cắm ở nhà. Đây là hoa của Tresemme tặng. Còn đây là quà của Saffron. Đang đọc comment, các em comment rất là funny. Mở hả? Livestream mở hả? Những cánh hoa hồng xinh quá. Chị đang livestream chị uống trà mà tụi em cứ hỏi là chị thích ai trong U23 là sao? Chị đang ở nhà. Tối nay chị sẽ ở nhà. Chị đang ở nhà và uống trà. Chị chào em.
Em tin là em mang xe đạp đi bão xong là em bỏ luôn xe đạp không em? Bonnie à, về Sài Gòn đi, em mời chị uống trà. Rồi em mua trà ngon lắm, em sẽ tặng chị một bịch để chị mang đi Vũng Tàu nhá. Ngày mai về đây. Room tour hả? Không, trong nhà chỉ có người thôi mà, người ngồi ở đây rồi. Chị Tuyết Anh ơi, Kelly đâu? Mình vẫn say mê cái hũ đường này. Mình vẫn say mê cái que đường này. Muốn cắn quá. Nhìn này cái giống kẹo bông gòn quá. Xinh không? Đây là đường saffron. Này mình để uống chung với trà. Thôi uống một cây thôi. Uống hết rồi mai cũng không còn đường để uống nữa. Em chào chị Uyên. Chị Uyên ơi, ngày mai chị có đi bão nữa không? Mới hả? Chết rồi, vậy là tại chị wifi kém lắm. Không được, cái cây này là cây đường này là chỉ để uống cùng với trà thôi, bình thường mình không ăn được. Chị nhìn thấy có một số các bạn đại lý của Saffron á đang comment ở phía dưới đấy. Nếu mà các bạn có nhu cầu để mua những cái sản phẩm của Saffron trà từ thảo mộc tự nhiên thì các bạn có thể order thông qua các bạn đại lý, các bạn có thể ship. Và nhớ là FC phải share livestream để sau đó chị sẽ chọn 10 bạn để tặng quà nhé. Cái gì có quà FC phải lấy hết cho chị nhá. Ngày mai chị đi đâu? Chị cho em đi với. Bởi vốn dĩ chị biết chị xinh mà chị không ăn hình thế thôi. Chờ nhá, mình sẽ đi lấy một ít nước nóng. Mình sẽ quay lại nhá. Đây. Tín ơi, Tín đang ở đâu đó Tín? Bây giờ sang nhà chị có cho em vào nhà chơi hay không ấy à? Em bước được qua vòng bảo vệ chưa mà rồi lên nhà chị chơi?
Thì sếp ở một mình thì sếp phải ở nhà một mình chứ ở nhà mấy mình hả em? Cô Hương có biết Ngọc Lan Vi không ạ? Cô có biết Ngọc Lan Vi? Làm sao mới biết là mình có được nhận quà hay không hả? Chị thấy chọn ngẫu nhiên 10 bạn share livestream kèm với hashtag của Saffron gửi tặng quà cho các em. Hôm nay wifi cũng kém nữa. Vì nhà trên cao nữa. Mọi em thông cảm nhá. Nhà chị điều kiện kinh tế chỉ có thế thôi. Có như nào mình xài như vậy nhá. Tể cười xinh ạ. Thật ra